Megan không cần Harry dấu hiệu cho thấy cô cũng có thể dễ dàng từ bỏ Harry. Megan từng cắt đứt với nhiều người thân và bạn bè, dấu hiệu cho thấy cô cũng có thể dễ dàng từ bỏ Harry, một chuyên gia hoàng gia suy đoán. Nhà sử học kiêm chuyên gia hoàng gia Hugo Vickers, 72 tuổi, tin sẽ đến lúc Megan nghĩ cô không còn cần hoàng tử Harry nữa và chấm dứt cuộc hôn nhân này. Theo lý giải của Vickers, mọi người thường hành động theo thói quen, tính cách, Nữ công tước xứ Sussex từ lâu nay vốn đã có thói quen cắt đứt quan hệ với những người thân cận, gần gũi nhất. Ngôi sao phim siêu hiện không còn muốn dính dáng tới nhà nội, trong đó có cả bố đẻ và những anh chị em cùng cha khác mẹ. Ngoài ra, về phía nhà chồng, Meghan cũng đã tách khỏi hoàng gia, gây mâu thuẫn với vua Sarkly III và vợ chồng William, kết. Cựu diễn viên phim Mỹ đã chia tay chồng đầu sau chỉ 2 năm hôn nhân. Ngay cả người bạn thân nhất, Jessica Mulroney, cũng bị Meghan nghỉ chơi vài năm nay. Gần đây, một số nguồn tin cho rằng bà mẹ hai con còn căng thẳng với ngôi sao quần vợt Serena Williams và cựu đệ nhất phu nhân Pháp Sophie Chu Đầu. Vickers nói với tờ The Sun, vậy ai sẽ là người tiếp theo bị cắt đứt đây? Tôi nghĩ chắc chắn là hoàng tử Harry, bởi vì sẽ đến lúc cô ấy thấy không cần anh ấy nữa. Chuyên gia hoàng gia cho rằng một ngày nào đó, Harry sẽ bị Meghan coi là người có hành động, tư duy, quan điểm sai trái, không phù hợp với cô. Ngoài ra, Vickers nhận định các dự án của Meghan không có lợi cho Harry và tin rằng hoàng tử 40 tuổi sẽ thành công hơn nếu theo đuổi các dự án riêng như Invictus Games. Hoàng gia Anh nói sẽ tự giải quyết lùm xùm vụ vợ chồng hoàng tử Harry trả lời phỏng vấn. Nữ hoàng Elizabeth ngày 9 tháng 3 cho biết Hoàng gia Anh rất buồn trước những khó khăn mà cháu trai là hoàng tử Harry và vợ Meghan đã trải qua. Hứa sẽ giải quyết những tiết lộ của cặp đôi này liên quan đến con trai họ. Cả gia đình rất buồn khi biết những khó khăn mà Harry và Meghan đã trải qua trong vài năm qua, Điện Buckingham cho biết trong một tuyên bố thay mặt Nữ hoàng Elizabeth. Các vấn đề đã được nêu ra, đặc biệt là vấn đề chủng tộc, đang được quan tâm, xem xét nghiêm túc và gia đình sẽ tự giải quyết riêng. Harry, Meghan và Archie sẽ luôn là các thành viên được yêu quý trong gia đình, tuyên bố cho biết thêm. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin hoàng gia Anh cho biết Điện Buckingham coi đó là vấn đề trong gia đình. Cuộc phỏng vấn của vợ chồng hoàng tử Harry với người dẫn chương trình Oprah Winfrey được phát sóng trên truyền hình Mỹ vào ngày mùng 7 tháng 3, đã đẩy hoàng gia Anh vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ sau cái chết của công nương Diana, mẹ của hoàng tử Harry vào năm 1997. Nhà viết tiểu sử cho rằng Harry đã tự biến mình thành nạn nhân, luôn kêu than về mọi chuyện từ khi quen và kết hôn với Meghan. Vickers suy đoán cuộc phỏng vấn với Oprah, phim tài liệu trên Netflix và hồi ký Spare sẽ không thể diễn ra nếu không có Meghan nhưng chuyên gia hoàng gia cũng thừa nhận Harry đồng lõa với chuyện này. Theo tôi hiểu, cô ấy phát hiện ra anh ấy cảm thấy không thoải mái với một số vấn đề. Và theo một cách nào đó, cô ấy đã lợi dụng điều đó, rồi suối bẩy, kích động đến mức anh ấy tự nguyện làm theo, Vickers nói thêm. Những nhận xét của Vickers được đưa ra sau khi Harry và Meghan đã có hơn một tháng không xuất hiện chung. Trong khi Harry một mình đi khắp thế giới, đến thăm New York, London và Nam Phi để thúc đẩy các hoạt động từ thiện, Megan lại ở Los Angeles đi gala và gặp gỡ các trẻ em gái. Bị Megan tố phân biệt chủng tộc, Hoàng gia Anh nói đang xem xét nghiêm túc. Cuộc phỏng vấn bom tấn của cặp Harry, Megan đã đẩy Hoàng gia Anh vào khủng hoảng. Thay vì chọn cách im lặng như thường lệ, điện Buckingham đã lên tiếng nói các cáo buộc của Megan đáng quan ngại và đang được xem xét nghiêm túc. Hơn 36 giờ sau cuộc phỏng vấn với nhiều nội dung gây sốc của Hoàng tử Harry và Nữ công tước xứ Sussex, Megan trên đài CBS Hoàng gia Anh đã phá vỡ im lặng vào tối ngày 9 tháng 3, giờ địa phương. Trong một tuyên bố thay mặt nữ hoàng Elizabeth II, Cung điện Buckingham nói rằng các cáo buộc về phân biệt chủng tộc của Meghan đáng quan ngại và đang được xem xét nghiêm túc. Cuộc khủng hoảng lớn nhất từ 1997. Cả gia đình thật buồn khi biết được toàn bộ những thử thách mà Harry và Meghan đã phải đối mặt trong vài năm qua. Harry, Meghan và Archie, con trai đầu lòng của Harry, Meghan, sẽ luôn là những thành viên gia đình được nhiều người yêu thương, Tuyên bố cho biết. Đài CNN đánh giá tuần này hoàng gia Anh đã đối diện với cuộc khủng hoảng một lần trong một thế hệ sau khi hoàng tử Harry và vợ là Meghan Markle đưa ra nhiều cáo buộc và tiết lộ gây sốc trong cuộc phỏng vấn bom tấn với nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey. Nhà sử học David Olusoga bình luận trên báo The Guardian rằng chắc chắn đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà hoàng gia Anh đối diện kể từ cái chết của công nương Diana, mẹ của hoàng tử Harry, năm 1997. Một nguồn tin nói với đài CNN rằng Hoàng gia Anh đã đợi đến lúc cuộc phỏng vấn được phát sóng ở Anh mới đưa ra phản ứng nhằm cho phép công chúng ở xứ sở sương mù xem trước. Đồng thời, việc xem xét cẩn thận phản ứng trước khi công bố là điều quan trọng đối với cung điện Buckingham. Tuyên bố từ phía nữ hoàng Elizabeth không đề cập tới chuyện sẽ có cuộc điều tra về các thông tin được Harry và Meghan đưa ra. Theo hãng tin app, trong khi phía hoàng gia Anh thường giữ im lặng liên quan tới các tranh cãi để vượt qua rông bão, cuộc phỏng vấn trên cho thấy gây tổn thất lớn đến mức họ buộc phải lên tiếng. Nhà sử học Anh Anna Wylock tại Đại học London cho biết thông điệp ngắn gọn trên từ cung điện Buckingham nhằm làm lắng xuống cuộc tranh cãi. Thông điệp cốt lõi là gì? Hoàng tử Harry kết hôn với bạn gái Meghan vào tháng 5 năm 2018 trong một buổi lễ được tổ chức ở lâu đài Windsor, với cảnh kết thúc là ngồi trên cỗ xe ngựa diễu hành để công chúng có thể chứng kiến. Trong những ngày đầu của cuộc hôn nhân, Cặp đôi được xem như bộ mặt tươi trẻ của nền quân chủ tại một đất nước ngày càng đa văn hóa. Tuy nhiên, câu chuyện đã nhanh chóng trở nên tồi tệ. Năm 2020, cặp đôi đã gây sốc khi quyết định ra ở riêng và chuyển tới bang California, Mỹ sống. Cũng chính tại nơi đây, cuộc phỏng vấn mới nhất của họ đã khiến nhiều người sốc, dù trước đó mối quan hệ gương vỡ khó lành của cặp đôi với hoàng gia Anh đã được báo giới khai thác. Theo tạp chí Tham, thông điệp cốt lõi trong cuộc phỏng vấn Harry, Meghan chính là sự phân biệt chủng tộc đã khiến chúng tôi rời khỏi hoàng gia Anh. Tham cho rằng vấn đề này là một sợi chỉ xuyên suốt cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey tối ngày mùng 7 tháng 3 và đây cũng là điều khiến cuộc phỏng vấn đáng xem. Việc Megan Cựu diễn viên Mỹ có mẹ là người da màu, cáo buộc có phân biệt chủng tộc có thể nói là chi tiết đáng chú ý nhất. Megan kể rằng khi mang thai con đầu lòng Archie, một thành viên trong hoàng gia đã bày tỏ với hoàng tử Harry những quan ngại về màu da của con trai dù đứa bé chưa chào đời. Tiết lộ của Meghan đã khiến Oprah Winfrey thốt lên một cách kinh ngạc, "Gì chứ? Hoàng tử Harry từ chối nêu tên cụ thể thành viên hoàng tộc này nhưng cho biết sốc một chút với cuộc trò chuyện như vậy. Meghan cho biết khi là người trong hoàng tộc, cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến mức từng nghĩ tới chuyện tự tử." Cựu diễn viên Mỹ nói với bà Oprah Winfrey rằng cô từng không muốn sống nữa. Meghan còn cho biết cô sốc khi nghe được những cuộc trò chuyện nói rằng Archie, đứa con trai đầu lòng của cô và Hoàng tử Harry sẽ không có tức hiệu hoàng gia và cũng không được bảo vệ an ninh. Theo hãng tin áp việc Meghan cáo buộc bị đối xử với thái độ phân biệt chủng tộc từ cả hoàng gia và báo chí Anh gây sốc cho nhiều người trên khắp thế giới. Nhưng đó không phải là điều gây nhạc nhiên cho nhiều người Anh ra màu. Đây là một quốc gia không muốn có cuộc nói chuyện thành thật về vấn đề chủng tộc, nhà sử học Anh David Olusoga bình luận. Đài CNN đánh giá hàng loạt tiết lộ từ cáo buộc phân biệt chủng tộc cho tới ý nghĩ tự tử của Meghan trong lúc mang thai có khả năng sẽ ảnh hưởng nặng tới danh tiếng hoàng gia Anh và để lại sự hoài nghi về một số thành viên trong hoàng tộc. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ trên, cô Meghan nói các thành viên trong hoàng gia Anh đã lo lắng về màu da có thể sẫm màu của con trai mình, bé Archie, trước khi bé chào đời. Cô Meghan cũng nói rằng các thành viên của hoàng gia Anh đã phớt lờ những yêu cầu nhờ giúp đỡ của cô và có nhiều lúc cô không muốn sống nữa. Hoàng tử Harry cho biết cha anh, Thái tử Charles, đã khiến anh thất vọng. Hoàng tử Harry cảm thấy mình mắc kẹt trong cuộc sống hoàng gia và chính Meghan là người đã cứu anh. Cuộc phỏng vấn của cặp đôi Harry, Meghan đã thu hút 12,4 triệu người xem đài tại Anh và 17,1 triệu người xem tại Mỹ. Cuộc phỏng vấn cũng cho thấy sự chia rẽ trong công chúng Anh. Một số người tin rằng các cáo buộc của cô Meghan cho thấy thể chế hoàng gia ở Anh đã lỗi thời và không khoan dung một số người khác lại coi đây là một cuộc tấn công mà cả nữ hoàng elizabeth lẫn gia đình của bà không đáng phải nhận lấy